Nhà đất Bảo Hoàng. Rất vui mừng được gặp lại quý vị khách hàng, gặp lại quý vị các nhà đầu tư trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh mua bán nhận cái gửi nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và đặc biệt là khu vực Bình Dương. Vào buổi chiều hôm nay thì Bảo Hoàng đang có mặt tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để chia sẻ đến cho quý vị một căn nhà mặt tiền. Và hiện tại thì đang cho thuê làm quán lẩu đuôi bò. Với một trục đường ngang 15 mét, trục đường rất là rộng, phương tiện qua lại di chuyển ở đây rất là đông đúc, nhộn nhịp. Với chiều ngang 5 mét và chiều sâu 20 mét, tổng diện tích là 100 mét vuông, phun thổ cư 100%. Trên một trục đường mà qua màn hình quý vị đang được xem, với lưu lượng phương tiện qua lại ở đây rất là đông, nhiều mặt hàng, kiosk kinh doanh rất là tấp nập. Tại vị trí ở đây thì các nhà chúng ta di chuyển ra các trung tâm khu vực như là trục đường quốc lộ 13, trục đường DT743, trục đường 22 tháng 12, khu dân cư Việt Sinh phía 1, rất là gần, với nhiều người tiện ích đi kèm như là trường học, bệnh viện, trung tâm vui chơi giải trí thể thao thành phố Thuận An. Với một mặt tiền kinh doanh đa ngành nghề mà qua màn hình quý vị đang được xem, chúng ta có thể thấy được đây là một vị trí rất là đắc địa, trung tâm để quý vị khách hàng có thể mua đầu tư hoặc là mua để xây nhà, làm văn phòng, showroom, vân vân. Một vị trí rất là đẹp, với trục đường ngang như Hoàng đã chia sẻ 15 mét lòng đường và hành lang một bên là 4 mét, với những dãy phố kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Vâng, và hiện tại thì Bảo Hoàng đang có rất nhiều những mặt tiền kinh doanh trên những trục đường lớn như Bảo Hoàng vừa chia sẻ. Ngoài ra thì những lô đất, những căn biệt thự, những căn nhà trọ, căn nhà phố mà Bảo Hoàng đang chia sẻ trên thị trường bất động sản khu vực tỉnh Bình Dương với những mức giá phải chăng. Vì vậy nếu quý vị đang có nhu cầu tham quan để sở hữu cho gia đình mình một căn nhà, một lô đất để đầu tư thì hãy liên hệ với Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đến tham quan và sở hữu cho gia đình mình một sản phẩm vừa ý. Và phía trước màn hình quý vị đang được xem đó là lô đất mặt tiền mà hiện tại thì đang cho thuê làm quán nhậu và đang xây tạm nhà cấp 4 để kinh doanh quán nhậu thưa quý vị, với mức giá chỉ có 5 tỷ 400 triệu đồng. Mức giá này còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà, với giấy tờ liên quan đến căn nhà lô đất hợp pháp đầy đủ và chúng ta có thể mua bán xả tiền trong ngày. Ngoài ra với quý khách hàng đang có tài chính ở mức hạn chế thì các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng hợp tác với nhà Bảo Hoàng sẵn sàng hỗ trợ vay vốn cho quý vị khách hàng với sản phẩm này là 60%. Vì vậy quý vị khách hàng hãy liên hệ với nhà đất Bảo Hoàng để đến tham quan khảo sát sản phẩm này cũng như nhiều sản phẩm khác mà nhà đất Bảo Hoàng đang chào bán trên thị trường với giá chính chủ, nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp đầy đủ thưa quý vị. Và một lần từ Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị khách hàng đã dành thời gian theo dõi video này cùng với đón xem những sản phẩm, những video được nhà đất Bảo Hoàng cập nhật trong thời gian qua. Một lần nữa xin được kính chúc tất cả quý vị khách hàng luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Đừng quên bấm đăng ký kênh để thông báo hình quả chuông để xem lại video này cùng như đón xem những video mới nhất đến từ kênh. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.